Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Sài Gòn Tori. Thì hôm nay thì mình làm cái video chia sẻ về cái phố ẩm thực này các bạn, phố ẩm thực Vĩnh Khánh ở quận 4 nha. Đây là chuyên về hải sản luôn. Mọi người hôm nay cuối tuần rồi, mọi người ăn cũng khá đông. Mình cũng có ăn ở đây nhiều lần rồi các bạn. Nói chung là hải sản nó ngon và nó không có đắt lắm, nó giá bình dân thôi. Các anh ra chào đón rất nhiệt tình. Mình đeo cái máy quay cho nên là anh bỏ qua, chứ còn không thì mấy anh là nhiệt tình đến nỗi mà có thể là lôi các bạn vô luôn. Đây có cái thương hiệu đây nè các bạn, thương hiệu này rất là ngon, nổi tiếng ở cái đường này. Đoạn đường ngắn rồi, nhưng mà có quán thì đông, có quán thì lại không đông. Thường thì mình ăn cái quán đông không à. Cũng chia sẻ với các bạn luôn là đường này là ốc oanh á, cái quán là ốc oanh là hai bên luôn, nó có mấy cái chi nhánh mình không nhớ, nhưng mình ăn là ba quán cũng cùng đường này luôn, nó gần nhau thôi. Cái giá nó không cao mà hải sản nó tươi nữa các bạn. Chỉ có một đoạn ngắn vậy thôi, còn khu vực đằng này thì mọi người chủ yếu là nhậu nhiều hơn thưởng thức hải sản. Cái ngoài đầu đường thì treo cái bảng là phố ẩm thực Vĩnh Khánh đó, thì cái con phố nó cũng chỉ có một đoạn ngắn vậy thôi, người ta tập trung người ta bán đầu tên đó là các bạn. Còn đầu này cũng có bán nhưng mà nó ít quán rồi, nó ít khách nữa, kiểu ăn theo hội hay sao á, ta ngồi đó người ta ăn đông vui, đầu này vắng quá ăn buồn. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn đừng quên bấm đăng ký và like, cũng như là bấm chuông để theo dõi mình chia sẻ cái video tiếp theo. Cảm ơn các bạn và chào các bạn.